thực hiện kế hoạch số 84 của Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh về cao điểm tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, chiều ngày 14 tháng 6, Đội Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Chí Linh có buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi tập huấn, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Chí Linh đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và gia đình, cách thức bảo quản sử dụng các loại bình cháy xách tay và phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở hộ gia đình. Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của đội phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Chí Linh, các cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc Công đoàn Cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố và Công đoàn Dân Đảng đã được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như sử dụng bình bọt, bình khí chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, một số động tác cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu người bị nạn khi có cháy nổ xảy ra. Việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cũng là dịp để công chức viên chức người lao động cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố và cơ quan Dân Đảng thành ủy nắm vững các kiến thức cơ bản trong xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, đồng thời nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy. Qua đó, chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ xảy ra, góp phần phục vụ thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.